Em này. Anh nói trước đi. Anh nói xong em không được nghẹn đâu đấy. Cho em xem cái này. Chị chủ nhà mới soạn gửi anh sáng nay. Em xem các điều khoản đã được chưa? Chưa. Chưa được ở chỗ nào? Để anh bảo chị ấy sửa. Anh thuê nhà mà chẳng nói gì với em cả. Anh không tôn trọng cảm xúc của em à? Thì anh biết là em thích cái nhà này. Anh cũng thích mà. Em quyết định rồi. Sau khi mình cưới xong thì sẽ về ở với bố mẹ em. Lần trước em nói không muốn cơ mà. Trước khác, bây giờ khác rồi. Giờ em lại thích về đấy ở rồi. Anh đi lấy cái xe về đi. Lại là chuyện cái xe. Anh đã bảo rồi, anh không quan tâm. Chỉ cần chúng mình... Nếu như vì bọn mình ý, thì anh phải nghe em. Anh đi lấy cái xe về đi. Khổ thế nhỉ? Sao em cứ đặt cái xe vào giữa chuyện tình cảm của chúng mình thế? Cái xe quan trọng đến thế cơ à? Chứ còn gì nữa. Em không muốn sau này nhỡ xảy ra... Kha, em có yêu anh không? Hâm mà. Giờ còn hỏi. Tình cảm anh dành cho em bấy lâu còn không bằng cái xe phải không? Kha, nghề của anh, một là ế, hai là chia tay giữa đường đứt gánh, ba là nửa đời đau khổ như chị Hiền. Cho nên anh cũng như là các anh em trong ngành chỉ mong muốn tìm được một người đồng cảm với mình. Như thế là đã quá tuyệt vời rồi. Trước em, anh cũng quen hai người. Thôi, em không muốn nghe chuyện quá khứ của anh đâu. Em cứ để anh nói hết đã. Cả hai đều đẹp, giỏi, con nhà gia giáo, nhưng đều không chấp nhận nghề của anh. Anh cũng không cảm thấy tiếc nuối gì khi họ chia tay. Chỉ là... cái nghề nó thế. Anh cam chịu. Cho đến khi anh gặp em, em là tình yêu nghề của anh, là đam mê xe cộ của anh, là niềm vui, là nỗi buồn, là tất cả của anh. Em hiểu không? Thương anh lắm. Ôi giời ơi. Chừng nào mà em còn cho anh đi chữa cháy,